mọi người đã xem trên kênh YouTube của mình. Ngày hôm nay mình cùng các bạn đi thu màu nha. Và mình sẽ chọn những sản phẩm đẹp nhất và bút màu đẹp nhất để tô cho các bạn thấy. Nếu các bạn thấy hay, hãy cho mình một lượt like và một lượt đăng ký kênh để ủng hộ mình. Mình cảm ơn các bạn rất là nhiều. Và một lần nữa, mình cảm ơn các bạn rất là nhiều. Xin chào tất cả các bạn, chào mừng các bạn đã đến với kênh của mình. Ngày hôm nay mình sẽ lại tiếp tục tô màu. Đầu tiên thì mình sẽ dùng màu đỏ. Tiếp theo mình sẽ dùng màu tím. Tiếp theo mình sẽ dùng màu nâu.
Vậy là mình đã tô màu xong. Cảm ơn tất cả các bạn đã xem hết video. Xin chào tất cả các bạn. Video ngày hôm nay mình sẽ vẽ bức tranh Soka để gửi đến tất cả các bạn. Mong rằng trong quá trình mình vẽ, mọi người ủng hộ mình bằng một lượt like và đăng ký kênh ủng hộ mình. Mình cảm ơn các bạn rất là nhiều. Để vẽ được Soka, mình cần dùng một mẫu. Bây giờ mình sẽ in lên. Như vậy là mình đã khắc họa xong số ken. Bây giờ mình sẽ dùng bút chì của mình để khắc họa bức tranh số ken của mình này vào thế này. Đây là mình sẽ khoác ra phần miệng sổ. Bây giờ mình sẽ dùng bút chì tô đậm của mình để tô đậm nét cho số ken. Thank you.
Bây giờ mình sẽ dùng tải để xóa những chi tiết chỉ thừa đi. Mình sẽ xóa một chút mép bên này.